Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình Tui Tui. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau, giao lưu và chia sẻ những sản phẩm đến từ hàng Nhật Bãi. Và trước khi đi vào chi tiết, chúng ta sẽ dành ít phút ra để trao đổi, chia sẻ, trả lời những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của các bạn khách hàng và cũng như các anh em cùng đam mê đồ nghề đã gửi đến cho Minh Tiêu Huy. Thì hôm nay có một cái câu hỏi cũng khá là thú vị và mình cũng đã có điện thoại và trao đổi trực tiếp với cái bạn khách hàng này và cũng là một cái người chơi tool, mình đánh giá là rất là có chiều sâu. Thì nếu mà em xem được cái chia sẻ này thì hy vọng là em sẽ có một cái nhận định nó tốt hơn. Ok, thì cái câu hỏi của bạn là bạn có mua một cái Eto và lúc ban đầu thì nó còn rất là bẩn, mình không thấy được những cái lỗi của nó, và sau khi về mình vệ sinh sạch sẽ xong thì mình mới phát hiện ra một cái lỗi của nó là nó bị gãy cổ và đã được hàn lại rồi. Thì bạn mới hỏi mình là theo anh với cái tình trạng nó như thế và em mua với cái mức giá như vậy nó có phù hợp hay không. Trong lúc nhắn tin qua lại thì mình thấy là nên điện trực tiếp nó sẽ hay hơn là nhắn tin, và hai anh em cũng có một cái cuộc trao đổi ngắn nhanh chóng để đi đến một cái quyết định. Thì mình chia sẻ với cái anh bạn cậu bạn đó như sau, tức là mình nói là đối với cái Eto thì cái lỗi mà gãy cổ nó cực kỳ quan trọng và không một cái người thợ cơ khí hay là cái người sử dụng Eto nào có thể chấp nhận được với một cái lỗi lớn như vậy. Ngoại trừ cái trường hợp sau, thứ nhất là cái Eto đó nó phải cực hiếm và mình không tìm được một cái bản nó hoàn chỉnh để mình sưu tầm, mình sử dụng thì mình mới chấp nhận với một cái tiêu bản như vậy. Cái thứ hai, cái người sưu tầm cái Eto đó với mục đích là chỉ để trưng bày và không sử dụng, và người ta không có đặt nặng với cái vấn đề về cái sự hoàn hảo của cái sản phẩm thì người ta có thể chấp nhận được. Tuy là cái tiếp xúc giữa mình và cái anh bạn đó không nhiều, nhưng qua cái cách chơi, qua những cái sản phẩm, những cái món tool mà anh ta lựa chọn thì mình có đánh giá là anh ấy là một cái người rất là sâu sắc, có chiều sâu, có tư duy về cái cách lựa đồ cũng như lựa những cái sản phẩm nó chất lượng và nó mang một cái tính chất là gần như là sưu tầm đồ cổ các bạn, gần như là sưu tầm đồ cổ. Thì mình nghĩ là anh ấy khó chấp nhận với một cái lỗi lớn như vậy. Và mình cũng khuyên chân thành là em không nên dọn lại cái Eto đó nữa làm gì, mà hãy thanh lý đi cho ai, cho cái người nào người ta có cái nhu cầu với cái lỗi như thế người ta có thể chấp nhận được, hoặc là những cái người nào ta cần lấy những cái linh kiện của cái Eto để người ta backup cho một cái Eto khác thì mình thanh lý đi để mình tìm một cái sản phẩm khác. Mình về mình vừa chơi, mình vừa sưu tầm và mình cảm thấy ưng cái bụng hơn. Nói như kiểu người dân tộc á, cái bụng mà nó không ưng là rất là khó chịu ha. Đối với một cái lỗi như thế, mặc dù bây giờ mình chỉnh sửa, mình làm cái Eto đó nó cho nó đẹp, nó hoàn hảo như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà trong bụng mình, trong thâm tâm mình vẫn biết cái lỗi của nó đang còn ở đó, thì mình không thể nào mình chấp nhận được. Ngay bản thân mình cũng vậy thôi ha. Cái việc mà mua nhầm cái sản phẩm và nó đem lại một cái hỏng hóc, một cái lỗi lớn như vậy thì bất kể ai cũng có thể dễ dàng gặp được, chứ không chỉ riêng em. Chính bản thân anh là cái người đi bãi thường ngày và anh vẫn mua nhầm những cái sản phẩm nó bị hỏng hóc là cái chuyện hoàn toàn bình thường ha. Và cái sự
anh muốn chia sẻ ở đây là để em biết là cái hướng xử lý của mình như thế nào là nó tốt nhất, là nó đem lại một cái sự thoải mái cho mình. Bản thân anh, nếu anh mua nhầm những cái sản phẩm như thế thì anh cũng sẽ nhẹ nhàng bỏ qua ha, thanh lý đi cho nó nhẹ cái lòng mình khỏi phải tâm tư về nó nữa. Mình đi tìm cái sản phẩm khác. Đối với cái dòng Eto đó thì anh thấy là nó không phải là quá hiếm để mà không tìm được một cái sản phẩm mà nó hoàn hảo, nó đẹp hơn với cái mức giá mà em mua như thế. Hoặc có thể là mình mua cái sản phẩm nó mắc tiền hơn, nó cao hơn cái số tiền mà mình bỏ ra cho cái Eto kia nhiều lần. Nhưng khi mà em mua đúng một cái món đồ, nó đem lại một cái giá trị tinh thần to lớn cho em. Đó là cái sự sung sướng, thỏa mãn với cái đam mê của mình. Và một cái sự lâu dài nữa, tức là đối với một cái sản phẩm đẹp, hoàn hảo và hiện tại là không còn sản xuất nữa, giống như mình chơi một cái món đồ cổ vậy, thì cái giá trị nó càng ngày nó sẽ càng đi lên. Nhưng đối với một cái món nó bị gọi là tiêu bản, đối với những cái người chơi cái hệ đồ cổ á, gọi là tiêu bản, thì cho dù nó có hiếm, có quý cấp mấy đi chăng nữa thì nó cũng dừng lại ở một cái giới hạn nhất định, tới một cái tầm nào đó thôi, nó không thể đi hoài đi mãi được. Còn đối với cái món hoàn hảo, một cái món lành lặn thì cái giá trị của nó là không có gì để bàn cãi rồi ha. Anh khuyên em chân thành chia sẻ với em thật tình, và hy vọng rằng em xem được cái chia sẻ này, và cũng như một số những cái khách hàng khác, nếu chúng ta cũng rơi vào cái tình trạng như vậy thì chúng ta sẽ có một cái nhận định để một cái hướng đi, mình tìm được một cái cách giải quyết nó tốt nhất, tối ưu nhất để đem lại cái niềm vui trọn vẹn khi chúng ta chơi, sưu tầm và sử dụng những cái sản phẩm mang cái tính chất vintage. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào giao lưu, chia sẻ những cái sản phẩm đồ nghề công cụ Nhật Bãi. Ok, nay chúng ta sẽ không đi những cái đồ công cụ trước các bạn, mà chúng ta sẽ đi từ đồ hơi đến đồ điện, và đồ công cụ chúng ta sẽ cho nó ra sau cùng để thực hiện cái lời hứa với các bạn trong video clip hôm trước. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái đồ hơi. Và hôm nay đầu tiên mình nhận về được một cái món đồ hơi sau một thời gian đi du lịch khá là dài, khá là lâu. Một cái món đồ khách hàng trả về với một cái lý do là hàng yếu quá, kém chất lượng, và được nó thẳng vào trong cái phần ghi chú của bưu tá. Thì mình cũng đang thắc mắc, nếu bác đưa ra một cái lý do là cái hàng này nó không đẹp, không thẩm mỹ thì mình có thể chấp nhận được. Tại vì cái góc nhìn thẩm mỹ mỗi người mỗi khác. Ví dụ mình có thể người này thấy đẹp nhưng mà người khác người ta không thấy đẹp thì mình đồng ý. Nhưng về cái góc độ kỹ thuật mà bác nói cái khoang này yếu quá, thì hôm nay sẵn đây mình sẽ làm một cái clip test nhỏ nhỏ cho tất cả mọi người cùng xem và kiểm chứng về cái sự mạnh yếu của cái cây khoang này. Và cái cây khoang này mình còn vẫn để giá của nó là 450.000, thì nó tương xứng với lại cái giá trị mà mình nhận định cho cái cây khoang này. Nếu hình thức nó đẹp hơn thì cái giá nó tất nhiên nó sẽ cao hơn. Nhưng khi mình đã đưa lên mình giới thiệu cho các bạn thì nó phải sử dụng được, và cái chất lượng của nó phải ở cái mức độ là tương xứng với lại cái giá trị của nó. Ok, giá tiền cho một cái mũi khoan 6 ly. Mũi khoan 6 ly. Mũi bình thường thôi, lấy cái mũi xịn quá, nhiều khi các bác lại nói là mình gian lận, mình xài cái mũi xịn sò quá thì khoan nó nhẹ nhàng quá, đúng không? Đây, cặp thử phải cái mũi này 6 ly hay không? Ok, 6 ly ha, một cái mũi khoan 6 ly đây. Đây. Ta sẽ, và mình cũng lưu ý với các bạn ha,
Đối với cái khoang này mình cũng gặp một số cái trường hợp người ta complain là cái khoang yếu. Thì mình đã, nếu khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, mình đã đến trực tiếp để mình xem. Xem ở đây là xem về cái bình hơi, xem về cái đường dây hơi và xem về cái cách người ta sử dụng như thế nào, mà tại sao là cái sản phẩm mình ở nhà mình test thì nó rất là ok, nhưng mà đến chỗ khách hàng thì nó lại yếu. Thì một số trường hợp là mình đến tận nơi thì mình thấy là bình hơi thì to, áp thì mạnh, nhưng mà cái dây thì nó lại bé như thế này. Là một cái nguyên nhân ha. Thứ hai, cái dây có thể lớn nhưng mà cái đường dây nó quá dài, nó dẫn tới là cái áp nó vẫn bị tụt áp nha các bạn. Nó vẫn bị tụt áp. Và lý do thứ ba đó là cái dây đạt, cái bình hơi đạt, khí áp vẫn đạt, nhưng cái đường thoát ra, cái đường mà cấp hơi ra nó lại bị bóp nhỏ xíu lại. Tức là cái đường hơi mà từ cái bình hơi đi ra nó lại bóp nhỏ lại, là một cái điều rất là quan trọng ha. Khi chúng ta set up những cái đường dây, xử lý đường dây hơi cho nhà xưởng hay cho gì đó vân vân. Nhiều bác nói máy tôi to lắm mà bình hơi tôi bự lắm, nhưng mà cái dây hơi tôi bé xíu à, thì xin lỗi em không thể nào cung cấp cái sản phẩm nào mà nó đáp ứng được ha. Ok rồi, đây mình vẫn xài cái dây của Đài Loan nha các bạn, dây của Đài Loan. Nhưng mà hôm nay mình có một cái món đồ chơi mới mới là lạ ha. Cái món này là một cái đầu đầu cấp hơi của Đức, kiểu của Đức ha. Nó có một cái đường xả hơi, khi chúng ta tháo cái thiết bị ra rất là hay ha. Vậy thôi, khi chúng ta tháo ra thì nó sẽ xả hơi đi nè, nó không gây cái tiếng nổ cái bóp giống như là những cái đầu hơi bình thường ha, rất là hiệu quả. Cái khoang Yokota này với một cái la này khá là dày nha các bạn. Mình nhắc lại, cái la này khá là dày ha. Cái la này nó có độ dày là khoảng 4 ly. Thì theo mà đánh giá nhận định của mình á, là cái này là hơi quá sức đối với cái khoang này. Lý do, những cái đồ dày thì chúng ta sẽ dùng cái khoang lớn và đi cái tua chậm. Còn những cái khoang mà đầu nhỏ, cái này nó xài cái tua nhanh, thì chúng ta sẽ nên sử dụng những cái khoang không phù hợp lắm đối với khi chúng ta khoan đồ dày. Những cái khoang nhỏ này thích hợp chúng ta khoan những cái đồ mỏng mỏng thôi ha. Ok. Rồi, làm cái lỗ đây nha, 6 ly. Các bạn lưu ý là khi chúng ta khoan cái đồ dày, chúng ta đi cái tua nó chậm thôi ha, để cho cái mũi khoan nó kịp bắt cái nếu chúng ta đi tua nhanh quá thì nó sẽ gây cái hiện tượng là nó cháy mũi mà nó không ăn được cái phôi. Thì chia sẻ với các bạn là cái đây, cái la này nó là độ dày nó 4 ly nha. Độ dày 4 ly và cái la này là Nhật, nó có chất thép, nó có, nó chắc. Khá là chắc ha. Và cái khoang của chúng ta thì khi mà chú, đây là cái khoang tua nhanh nha, mình nhắc lại đây, cái khoang tua nhanh.
Với đầu khoan 6 ly rưỡi như thế này, nó là thuộc về một cái khoan tua nhanh, không thích hợp cho chúng ta khoan những cái đồ dày ép nặng. Nhưng ở đây mình test cho các bạn với một cái la dày 4 ly thì mình vẫn khoan tốt ha, nếu mình làm sử dụng đúng cách. Mình khoan những cái đồ dày thì chúng ta không nên đi cái tua nhanh ha, hết tốc độ của nó sẽ gây ra cái hiện tượng là cháy mũi. Cái khoan này chúng ta khoan những cái đồ mỏng, khoan những cái đồ khoan gỗ, khoan những cái chất liệu nó mềm mỏng hơn thì nó rất là good ha. Và một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là ngoài cái việc khoan thì cái cây khoan tua nhanh đầu 6 ly rưỡi này nó còn làm được cái việc gì? Chúng ta gắn những cái mũi mài như thế này, đuôi 6 ly để chúng ta xài như một cái máy mài khuôn ha. Chúng ta mài, chúng ta rà rất là hữu hiệu ha. Rất là ok. Ngoài cái việc khoan. Đây, tiếp tục. Rất là nhiều cái việc hay ho để chúng ta có thể làm với một cái cây khoan tua nhanh 6 ly rưỡi như thế này. Nhưng mà mình không hiểu vì lý do nào đó mà cái anh khách này lại complain với một cái lý do là yếu quá, không đạt tiêu chuẩn. Thì mình không hiểu là cái tiêu chuẩn của anh như thế nào. Với một cái cây khoan đầu 6 ly rưỡi hoạt động tốt, chưa có qua sửa chữa gì hết ha, giá chỉ có 450.000 của hãng Yokota. Nếu mà nói cái khoan này nó yếu, tại vì với cái dòng tua nó đang chạy, dòng tua này nó khoảng tầm 6-7.000 dòng rồi đó. Một cái khoan yếu các bạn có thể cầm một chụp một cái là cái đầu khoan nó sẽ đứng lại ngay, vì cái lá phíp nó sẽ nó đã không còn khích nữa, cái lượng áp lưu lượng khí nó vô nó không đủ lực để mà nó đẩy cái nhông này, nó kéo cái đầu khoan này. Thì khi mà nó đang chạy á, một cái khoan mạnh, một cái món đồ hơi mạnh mà nói chung, khi các bạn mua ngoài bãi các bạn có thể dễ dàng chúng ta có thể đoán được là cái sản phẩm nó còn sống hay là chết bằng cách là chúng ta lắc nhẹ cái đầu. Ví dụ cái khoan thì chúng ta lắc cái đầu khoan, máy mài hay là bất kể cái món gì cũng vậy, nhưng mà đặc biệt là cái khoan thì chúng ta dễ nhận biết nhất. Các bạn sẽ nghe cái âm thanh như thế này, tức là những cái lá bài nó còn rất là kín và rất là tốt thì nó mới tạo ra được cái âm thanh thoát ra bộ e như thế này. Còn nếu như nó không kín hoặc nó bị xếp lá bài thì nó sẽ không thể nào tạo ra cái tiếng ọp 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 được ha. Và cây này mình vẫn tiếp tục giao lưu với giá là 450.000, không có giảm ha. Mặc dù là mình chịu cái phí hai đầu cho gửi đi và gửi về rồi nha các bạn, với cây khoan này mình đã phải chịu cái phí ship hai đầu và cái thời gian gửi đi gửi về nó mất khoảng gần một tháng trong cái thời buổi dịch này. Vì vậy là mong các bạn cũng như là các anh, khi chúng ta chốt sản phẩm thì chúng ta nên suy nghĩ và cân nhắc và có trách nhiệm với cái việc chốt hàng của mình. Cảm ơn. Một món. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái món đồ hơi. Đây, tiếp tục với cái khoan. Thì mình cũng có một cái cây khoan. Đây. Một cái cây khoan của hãng NBK các bạn. Khoan của NBK ha. Đây là một cái khoan hai chiều, ở đây nó có hai cái cò. Bình thường thì nó sẽ ở chế độ này, nó sẽ tự do ha. Khi có áp vào thì hai cò này nó sẽ đẩy lên. Và mình cũng nhắc lại luôn, đây là một cái khoan, đầu khoan chỉ có 8 ly nha các bạn. Đầu khoan chỉ có 8 ly thôi. Thông thường những cái khoan mà đào kẹp đầu khoan lớn thì ít khi nào mà họ làm với chức năng hai chiều hết. Ha. Vì chức năng hai chiều này nó sẽ không có tối ưu bằng cái khoan một chiều nha các bạn. Nó sẽ đảo gió qua lại để mà nó tạo ra cái hai chiều của nó. Và cái khoan này mình bán với giá là 600.000 cho cái khoan hai chiều của NBK. Cái khoan hai chiều, chìa mở zin đi kèm, hoạt động nhẹ nhàng,
Và nhắc lại luôn là cái đầu khoan này nó là đuôi con nha các bạn, đuôi con. Nè các bạn nghe cái âm thanh nè. Ha, tiếng như tiếng kiểu anh ương kêu á, ọt eo ạt á. Đó, nè. Thì các bạn lắc cái đầu khoan mà các bạn nghe cái âm thanh này nó thoát ra boe, tức là những cái sản phẩm đó cái đường hơi nó còn kín, nhất là những cái như là máy mài khuôn nè, khoan. Ha, là chúng ta sẽ thường bắt gặp những cái âm thanh như vậy. Máy mài thì nó ít hơn. Máy mài thì nó sẽ qua những cái đường hơi nó khác đi. À, mài hoặc là mình đánh bass vân vân. Rồi. Hai chiều. Hai chiều còn hoạt động tốt ha. Cái khoan của NVK. Cái tem nó hơi mờ ha. Do nó để cái mặt này xuống nó cấn cái tem nó hơi mờ. Hàng chủ nhật nha. Okay. Đối với những cái khoan mà tua chậm nha các bạn thì nó sẽ qua hai tầng nhông, thậm chí là ba tầng nhông, và khi mà cái tua nó càng chậm thì cái lực nó càng mạnh. Giống như những cái máy chuyển tốc thôi, những cái motor chuyển tốc á, thì các bạn thấy là khi mà nó tốc độ nó càng chậm thì cái lực kéo nó sẽ càng mạnh. À, nó vậy thôi. Và nó thích hợp với những cái khoan mà tua chậm như thế, thì nó thích hợp cho chúng ta khoan những cái đầu dày, cày, ép rất là tốt ha. Ok. Tiếp tục với cái món này, chúng ta có một cái mài khuôn. Một cái sản phẩm này cũng rất là hot. Rất là nhiều bác hay dặn mình về cái món mài khuôn này. Ở đây mình có một cái cây mài khuôn của hãng Uri, Made in Japan. Và cái này là cái đầu kẹp Colette 6 ly nha các bạn. Một cái đầu kẹp thông dụng phổ thông. Bên đầu này là cái boe đó nè. Là cái vòng tua của con này nó tối đa của nó là 22.000 vòng một phút. À. Áp là 6 kg trở lên là chúng ta có thể sử dụng được với cái mài khuôn này. Ok. Và cái này là cái phần vỏ nhựa thôi, không có gì quan trọng lắm. À. Nó xoay vòng vòng được nè. Cái vỏ nhựa nó đang bị dơ thôi. Chúng ta xài, chúng ta tay, chúng ta bẩn, chúng ta cầm nắm vào nó sẽ bị dơ thôi. Về cái máy của hãng Uri, một cái thương hiệu nó cũng rất mạnh về độ hơi của Nhật ha. Đây tua nó là 22.000 vòng một phút. Serial number. Rồi bên đây là một cái tên của Uri, mã nó là 38NA. Made in Japan. 38NA. Ok. Nhắc là đầu kẹp Colette 6 ly ha, thông dụng ha. Đây chúng ta dùng cái chìa 12, chúng ta lóc vào đây, chúng ta mở cái đầu Colette ra, chúng ta nhét cái mũi này vào và chúng ta mài vậy thôi ha. Cái này mình hay gọi nó là cái clamp á ha, clamp. Ok. Rồi. Cái này mình bán với giá là 450.000 nha các bạn. 450.000. Và cái dạng này là cái cò bóp ha. Cái cò bóp thì rất là được nhiều cái anh em mà làm lớp xe hay là sửa xe người ta ưa chuộng. Lý do sao? Lý do là nó thuận tiện, chúng ta bóp nó, chúng ta kiểm soát nó, cảm giác nó dễ chịu hơn là cái dạng cò vặn ha. Nhưng mà cò vặn nó cũng có cái hay của cò vặn. Cò vặn thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó như cái điều áp được, chúng ta điều chỉnh dòng tua nó nhanh chậm được. Còn cái cò này thì chúng ta bóp ít thì nó chạy chậm, mà chúng ta bóp hết cái cò, hết hành trình thì nó sẽ chạy hết tốc độ. Nhưng mà cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng điều khiển cái tốc độ bằng cái cò này nếu mà chúng ta không thao tác quen. Ok, mình test cho các bạn đây. Chúng ta nên quay cái boe nó quay ra ngoài ha. Chúng ta điều chỉnh cái boe nó ra ngoài. Nó có cái boe trong cái phần này, nó có một cái miếng giống như miếng nỉ các bạn. À, giống như miếng chùi chùi son chùi nò mình ở trong đây nè, nó giúp cho giảm cái tiếng ồn khi chúng ta thao tác ở trong cái môi trường nó kín, thì cái tiếng vang nó sẽ vang rất là lớn. À. À, ok. Một số cái máy mài khuôn lớn thì người Nhật họ làm thêm một cái boe thoát, nó nằm ở dưới thì họ làm thêm cái boe giảm thanh kéo dài ra như thế này.
giúp giảm tiếng ồn rất là tốt trong cái môi trường mà nhà xưởng chúng ta làm với cái cường độ nhiều máy móc, nhiều thiết bị và nhiều con người, thì cái độ ồn nó sẽ cộng hưởng lên, sẽ tạo ra cái ảnh hưởng tới thính giác rất là nhiều. Tiếp tục, chúng ta có một cái máy mài khuôn, mài khuôn mà dạng thẳng các bạn, mài trục thẳng, một cái dạng mài trục thẳng. Ở đây cốt của nó là cốt 10 ly, cốt 10 ly. Ở cái loại này thì chúng ta có thể dùng để mài đá mài hoặc là gắn bông cước hoặc là gắn bông vải để chúng ta đánh bóng ha. Nhắc lại cây này là của hãng NPK và thế hệ này là thế hệ đầu tiên sơn một cái màu sơn nhạt hơn là cái màu sơn này. Cái con này thế hệ đời sau, những cái đét nó mới hơn. Và cái thương hiệu NPK này nó có khoảng trên 100 năm nha các bạn, trên 100 năm. Những cái con thế hệ đầu tiên của NPK, những cái vật liệu mà để họ làm ở bên trong rất là cao cấp, từ những cái mặt bích, những cái phần thiết kế bên trong, chất liệu thao dầu hoặc là những cái chất liệu nó rất là bền và nó là cực bền. Thì khi mà nó nằm ở kho bãi lâu ngày, có thể là mưa nước nó lọt vào thì nó gây sét rỉ, hư bạc đạn thôi. Chúng ta về chúng ta khắc phục những cái lỗi đó thì đơn giản và chúng ta vẫn có thể sử dụng lại bình thường, rất là tốt, rất là ok. So với chúng ta đi mua một những cái sản phẩm này mà độ mới thì nó là rất là đau bụng ha. Bác nào mà có thể chúng ta lên mạng, chúng ta tra cứu, chúng ta xem thông tin, chúng ta sẽ biết được những cái giá trị thực tế của nó, độ mới nó như thế nào. Thì cái con này nó sử dụng cái cò vặn nha các bạn, cái cò vặn ha. Cái cò này chúng ta kéo xuống rồi chúng ta vặn vào một cái là nó sẽ hoạt động. Thì cái cò vặn này thao tác như một cái chỉnh áp, như cái chỉnh áp. Thì cái con này mình bán với giá là 600 ngàn nha các bạn, 600 ngàn. Thì sẵn đây nói chuyện vui cho các bạn là không biết những cái anh em mà kho bãi cũng bán hàng như mình thì không biết có bị test kiến thức giống như là mình hay không. Chứ thực chất là hầu như ngày nào mình cũng bị test kiến thức bởi những cái anh rất là giỏi, những cái khách hàng rất là lớn tuổi nhưng mà họ có một kiến thức rất là khuyên bác. Và mình rất là vinh hạnh được phục vụ những cái người như thế. Mình được học hỏi rất là nhiều từ các anh. Và các anh hay đặt câu hỏi là tại sao mình lại biết rất là nhiều như thế. Thì cũng xin chia sẻ luôn. Thì mình học từ những cái sản phẩm này các bạn. Mình học từ những cái sản phẩm này. Và cái sự mày mò mình lên mạng, mình xem, mình tra cứu thông tin. Hay là mình những cái lúc nào đó mình bị bí. Những cái lúc mình bị bí thì mình phải tự mình bắt óc, mình mày mò, mình tìm kiếm những thông tin về những sản phẩm. Và từ đó là mình đã vô tình mình học được từ chính những cái lúc như thế. Và cũng từ những cái người bạn, những cái người anh, những cái người mà người ta có những cái kiến thức người ta chia sẻ lại, thì mình may mắn mình được giao lưu, mình được học hỏi từ những cái anh đó. Và mỗi ngày là một cái niềm vui khi chúng ta gặp được một cái sản phẩm mới. Chúng ta đi bãi, chúng ta bắt được một cái món đồ gì đó mới lạ và chúng ta khám phá từ những cái món đồ mới lạ đó. Ok, 600k cho cái cây mài khuôn này. Thì nói chung là cái lúc trước là mình còn thời gian nhiều, mình còn rảnh rỗi nhiều, thì mình mổ xẻ, mình khám phá nó, mình xem nó có những cái gì hay, những cái gì mới lạ. Thì từ đó là mình cũng học hỏi từ những cái sản phẩm, những cái món đồ mà từ ngoài kho bãi, hàng nội địa Nhật bãi nó mang lại cho mình. Đó là những kiến thức mà phải nói là vô giá. Và hôm nay mình mang đó để mình chia sẻ lại với tất cả mọi người, tất cả những khách hàng của kênh Minh Tiêu Huy Tool. Ok. Sorry, quên test cái này ha. Các bạn lưu ý chúng ta kiểm tra cái ốc này trước khi chúng ta test nha, để như khi nó bay ra thì rất là nguy hiểm ha. Rồi, cắm vào. Tua cái con này là nó vòng tua nó khoảng con mài nó khoảng 7.000 vòng ha. Cái con này vòng tua nó tới 14.600 vòng một phút nha các bạn. 14.600 vòng một phút là nhanh hơn cả máy mài cầm tay ha. Máy mài cầm tay nó khoảng 12.000 vòng thôi. Ok. Rất là nhanh ha. Và thường những cái món đồ hơi á, nó đem lại cho chúng ta một cái cảm giác nó an toàn hơn là cái đồ điện.
Đó là cái sự chia sẻ của khá là nhiều các anh em. Họ đến đây và là họ lựa chọn những sản phẩm đồ hơi từ phía kênh chúng mình Tui Tool. Ok, tiếp tục chúng ta có một cái búa hơi tương tự như những cái búa hơi trước đây mình đã giao lưu rồi, một cái búa hơi của Hitachi. Và cái món này thì nó sẽ ứng dụng rất là nhiều cái vị trí cũng như là nhiều cái công việc. Và những anh em nào đã trải nghiệm với cái búa hơi này rồi và họ luôn đặt hàng mình, khi họ sử dụng quen với sản phẩm này rồi họ luôn luôn đặt hàng mình, nếu có sản phẩm mới, có cái món nào đẹp thì họ sẽ tiếp tục ủng hộ. Và hôm nay mình giới thiệu cho các bạn tiếp một cái món búa hơi của Hitachi. Thiết kế rất là đơn giản nhưng mà nó mang lại một cái nội lực rất là lớn cho cái búa hơi này. Và cái búa hơi này, cái lỗi duy nhất của nó hay thường bắt gặp đó là cái sim phía sau các bạn. Cái sim này ở đây mình sẽ phải đi tiện và mình tiện sẵn rất là nhiều. Và một cái sim này khi mà các bạn đặt tiện cũng không phải là rẻ đâu ha. Và mình thường tiện sẵn như thế này để backup, để thay thế cho khách hàng khi mà chúng ta, các bạn có sự cố về cái búa hơi này, là mình sẽ có cái sim này mình thay thế cho các bạn. Và bên cạnh đó có cả cái ron luôn. Đối với những cái mà lâu ngày nó chưa mở ra bao giờ, chúng ta mở ra dễ dàng bị rách ron, cái ron này ha, dễ dàng chúng ta bị hỏng cái ron này. Thì cứ giống như ron xe máy mình thôi, hỏng thì mình thay thì nó hoạt động bình thường, không có ảnh hưởng gì hết. Okay. Và cái búa hơi này mình vẫn bán với giá là 500 ngàn nha các bạn. Tình trạng cái này rất là mới ha. Áp của nó từ 4 cho tới 7 kg là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Rất là mạnh. Một cái búa hơi. Thì một số anh có chia sẻ là các anh làm về lớp xe ô tô hay lớp xe tải, thì có những cái chỗ mà chúng ta vá hay chúng ta đắp xử lý gì đấy mặt trong, thì chúng ta cần những cái búa này chúng ta gõ cho nó đều, cho cái lớp keo cao su nó ép chặt với nhau, dính chặt với nhau. Hoặc là các anh ứng dụng để chúng ta lối những cái đầu ốc hay cái cốt gì đấy nhân dân. Nhưng mà thiết kế của nó là ở giữa nó có cái cây ti, và trên đầu này nó có cái viên bi nè, cái viên này, cái viên 500 nha các bạn. Chúng ta để cái cây đinh hay cái gì đó thì nó sẽ hít nè. Viên 500 thì chúng ta dùng để đóng đinh đó, thì để vào đây cái cây đinh nó sẽ hít vào đây. Để chúng ta đưa, chúng ta đóng, để xuống ép xuống là cái cò nó sẽ đóng ra. Một cái lực đóng rất là mạnh ha. Một cái lực đóng rất là mạnh. Đấy, khi chúng ta đưa hơi vào một cái là cái nồi nó sẽ đẩy cái ti lên, khóa lại liền. Bình tĩnh nha. Đây là một cái hiện tượng bể sim đó các bạn. Đây là một cái hiện tượng bể sim. Và thường cái sim này nó sẽ bể sau một thời gian mà chúng ta không sử dụng và hàng nhật bãi. Thì sẵn tiện hôm nay mình sẽ mở ra, mình giới thiệu cho các bạn về cái cách thay từ cái sim này luôn. Ok. Cũng rất là nhanh thôi các bạn. Ta sẽ khám phá một cái búa hơi, xem thiết kế của nó bên trong nó có cái gì ha. Thông thường thì mình sẽ dùng súng để mình bắn cái này ra, nhưng mà cái này nó cũng không có lực lớn lắm để phải dùng súng nha các bạn. Và mình cũng lưu ý với các bạn là cái sim của mình tiện á, cái chất liệu nó tốt hơn cái sim zin này, mình dám cam kết với các bạn một cái điều như vậy. Tại vì sao? Tại vì cái sim kia mình dùng cái chất liệu nó chịu nhớt, chịu dầu và nó không bị phân hủy như theo thời gian như cái sim zin của nhà sản xuất nha các bạn. Tại vì sao họ làm cái sim như thế này? Thì tại vì là họ muốn nó phải hư để cho các bạn phải mua sản phẩm mới ha. Chứ nếu các bạn xài hoài nó không hư thì họ sẽ bị phá sản. Mình đùa thôi nha. Em thôi Hitachi họ nghe họ sẽ qua đây họ kiện mình đó. Và chúng ta sẽ dùng một cái búa cao su để chúng ta gõ nhẹ nhẹ nó ra.
Nếu các bạn khéo tay thì chúng ta sẽ không làm rách cái ron đâu ha. Đây, cái ron nó còn y nguyên, không có bị rách ha các bạn. Và cái đây là một cái mặt búa phía trên ha. Mặt búa phía trên, mặt búa này mà nó mà bể thì chúng ta phải bắt buộc phải đi tìm một cái mặt búa, và chúng ta phải tìm một cái khác nữa các bạn. Đây, cái cây này còn khá là mới ha. Các bạn nhìn trong ruột của nó nè, rất là mới. Thiết kế nó cũng rất là đơn giản thôi các bạn. Đấy. Ok. Và cái sim mà chúng ta thay thế là nó cái sim này. Sim này đây, nó sẽ bị nứt nè, các bạn thấy không? Cái vết bể nè, thấy không? Đây cái vết bể nó nứt nè. Cái này nó sẽ bị lão quá theo thời gian nha các bạn. Chúng ta không sử dụng nó vẫn bể nứt. À, khi cái áp lực mạnh vô nó sẽ nứt vỡ rụng ra từng miếng, giống như kiểu sáp đèn cày á. Cái đồ chơi của anh. May cho mình là mình tháo cái này ra, nó không có bị rách cái ron, khỏi phải thay ron, đỡ tốn tiền. Đây mình sẽ tháo cái này ra cho các bạn xem, thấy không? Nó sẽ bị phân hủy nè, theo thời gian nó sẽ rã ra như thế này. Một số cái về mình sẽ thay trước cho khách hàng, và một số cái thì nếu mà chưa thay thì mình cũng gửi kèm một cái cho khách hàng. Và nếu khách hàng nào chúng ta xem được cái clip này thì chúng ta sẽ tự thay ở nhà được, cũng rất là đơn giản, không có gì phức tạp lắm. Nó phân hủy dở dụng ra như thế này ha. Và nếu chúng ta không thay kịp á, cái phần vỡ vụn này nó rớt vào trong cái buồng này thì chúng ta sẽ phải vệ sinh cả cái buồng này hết lại. Ok. Đấy, nó vỡ vụn ra như đèn cày các bạn thấy không? Thường mình có một cái cây nhỏ nhỏ kia để cạy, nhưng mà không biết nay nó lạc đi đâu. Nó đi đâu chơi rồi. Ok. Khách hàng nào mà mua của mình á, mà đã được thay cái sim rồi thì bảo đảm bao cho các anh xài 5-10 năm sau không bị tình trạng này đâu ha. Không bao giờ bị tình trạng này. Và lưu ý nha, đừng để những cái mảnh vụn này nó kẹt ở trong cái buồng hơi chúng ta, thì nó sẽ gây cái hiện tượng là nó bị kẹt, cái ti búa nó không có bung lên được á. Đây, ở trong đây nó có thêm một cái sim cao su đen đây các bạn. Lưu ý chúng ta đừng có để làm cái gì nó chạm và nó rách cái sim này ha. Nằm cái sim đen đen phía trong nè. Ok. Đây mình còn một cái bịch ron cũ nữa. Thường thì mình sẽ tiện trước một số ha. Xài hết mình sẽ tiện tiếp. Đây là cái thùng chiên đựng ron nha các bạn. Tất cả các loại ron. Kính thưa các loại ron. Ok. Cái sim này nó có 2 tầng nha các bạn. Cái sim này nó có 2 tầng ha. Và chất liệu của nó là PE chịu nhớt. Rất là bền. À, chúng ta lại trở về như zin. Ok. Rất đơn giản ha, thiết kế khá đơn giản ha. Đây. Như thế là xong. Mình sẽ đánh sẵn đây, mình đánh những cái con ốc reset này luôn ha. Nó có 2 con ốc nó bị reset cái đầu một chút xíu nè. 2 con này thì còn đẹp. Mình sẽ đánh nó lại luôn. Đây. Sáp đang cày đó. Ok.
Ok. Khi lắp vào, các bạn lưu ý chúng ta lắp theo cái chiều đối xứng ha, để tránh cái bị cho nó bị vên cái mặt, siết không có đều tay là nó sẽ rút, bị vên nó không có đều cái mặt. Clip hôm nay tự nhiên các bạn được xem sửa đồ. Ok, không làm mất thời gian của các bạn đâu ha, khá là đơn giản ha. Siết vừa tay thôi nha các bạn, tại cái này cái lực rút của nó cũng tương đối. Đây, chúng ta lại cho chút xíu dầu vào, một chút xíu thôi nha các bạn, cho nhiều quá nó sẽ xịt ra nhiều lắm. Đấy, đây, tiếp tục hoạt động tiếp, lại trở về như xưa ha. Và sức mạnh của anh lại phục hồi 100%, mình có thể nói là mạnh hơn ban đầu, giá của nó vẫn là 500k. Ok, rồi tiếp tục chúng ta đến một cái sản phẩm tiếp theo về đồ hơi. Hôm nay chúng ta sẽ có cũng một vài cái món thôi, tại vì mình sẽ dành thời gian cho cái đồ điện nó cũng phong phú hơn các bạn. Tiếp tục một cái cây mài, một cái cây mài chỗ đây, mình giới thiệu cây mài. Một cái cây mài hơi của hãng Kuken, logo chữ K trong cái vòng oval ha. Mài hơi của hãng Kuken. Cái này nó có một cái chỉnh áp ha, chỉnh áp zin đi theo máy ha. Và cái này mình sẽ tặng kèm mà một cái miếng giấy nhám thô và một cái giấy nhám mịn đi theo đó cho các bạn sử dụng. Đây. Đây, tặng kèm một cái miếng giấy nhám thô và một cái miếng giấy nhám độ mịn, nó mịn hơn cho các bạn sử dụng ha. Cái này mình bán với giá là 500 ngàn nha các bạn. Đây, cái này mình bán cho các bạn với giá là 500k, tặng kèm hai cái bông giấy nhám này. Và mình lưu ý là cái giấy nhám này ở đây mình có bán nha các bạn, giấy nhám zin của hãng Hitachi. Nó có độ mịn là 30, 50, 80 và 120, nhưng mà hiện tại mình hết cái size 120 rồi, mình còn từ 80 đổ về thôi. Thì trên đây nó có cái size là 50 và 30. Ha, nhám phá, cái nhám này mình mài rất là hay các bạn, size 1 tấc ha, size 1 tấc. Cái con này khá là mạnh nha, 500k. Cái này nó thuận tiện cho chúng ta, những cái anh làm mài đồ và những anh chuyên thợ sơn á, chúng ta làm đồng sơn, đồng sơn ô tô vân vân. Ở đây nó có chỉnh áp ha, có cái chỉnh áp, nhưng mà cái lực rất là mạnh nha các bạn. Test với cái này luôn. Một cái đầu ri vê đã được sang bằng ha, một cái đầu ri vê đã được sang bằng rất là nhanh chóng ha. Đây có hai cái đầu ri vê nè, sang bằng hai cái đầu ri vê rất là hiệu quả ha.
vì cái giấy nhám này nó có cái độ mềm nhất định khi chúng ta tì, chứ nó không cứng như những cái dạng đá mài. Đá mài thì đối với những cái đồ mà kim loại cứng, khi chúng ta tì cái này vào á thì cứng nó gặp cứng nó sẽ chổi với nhau. Phải có một cái mềm, một cái cứng thì nó mới hiệu quả. Và nhất là giấy nhám là chuyên trị những cái đồ mà cứng, chúng ta cần mài những cái đồ bề mặt kim loại cứng như đe hay tô, những cái phần cứng á, thì mình dùng cái cây mài này mình mài rất là sướng, tuyệt vời luôn các bạn. 500k. Ngoài cái việc mà test kiến thức qua điện thoại, thậm chí một số anh còn đến tận nơi đây để mà xem cái chỗ làm việc của mình, để mà test cái kiến thức của mình có thật sự như vậy hay không. Thì mình cũng rất là vui được đón tiếp với anh, là chúng ta giao lưu, chúng ta có cái quán nhỏ nhỏ phía trước đây để ngồi tám với nhau, chia sẻ về cái đồ nghề, về cách chọn lựa đồ nghề, và cũng như là những cái hướng mà chơi nó phát triển như thế nào. Ok rồi, 500k cho cái đánh bát, cái cây may mài các bạn. Và ok, và một cái món đồ hơi tiếp theo mình muốn giới thiệu các bạn, đó là một cái máy đánh bát. Máy đánh bát này nó có cái đường kính bông đánh nó khoảng 1.5 tấc nha các bạn, 1.4 tấc ha, 1.4 tấc. Thì cái này về chúng ta dán một cái nhám gai vào là chúng ta có thể sử dụng những cái miếng dán mà thông dụng phổ thông như hiện nay trên thị trường. Cái cây này nó vừa xoay và nó vừa rung, do nó có cái gối cam ở trong này ha. Cây này tình trạng nó rất là mới nha các bạn, khá là mới ha. Đây, cái chữ da băng này nè, rất là nhuyễn, cực nhuyễn luôn. Đây là cái cò của nó nha các bạn ha. Cò của nó đây, on này, off ha. Chúng ta đẩy đây là on nè, bật đây là off. Cái bô e của nó còn trắng như thế này ha. Bô e nó giống như bằng sứ các bạn, bô e như bằng sứ còn rất là trắng ha. Đây, chỉnh áp ở đây, đây có cái đuôi chỉnh áp đây luôn. Đây, cái rãnh này nó đi xuôi về tới là ở cái mức to nhất ha. Và cái cây mài nhám rung này mình bán với giá là 700.000 nha các bạn. Rất là mới ha, rất là mới. Và nó thích hợp cho các bạn nào mà chuyên làm về nghề sơn. Chúng ta có một cái đánh bát vừa xoay vừa rung. Bông này 1.4 tấc thì chúng ta có thể dùng cái bông 1.25 tấc và 1.5 tấc, nó hơi dư chút xíu mỗi bên khoảng 5 ly không đến cả, không đáng kể ha. 700k. Rất là mới nha, mình nhắc lại cái này rất là mới ha. Phải để đúng cái khớp nó mới vô được. Trớn rất là lâu ha. Ok, một cái cây đánh bát thiết kế nó giống như là của hãng Kuken thôi mà, nhưng mà trên đây chúng ta không thấy cái logo của Kuken. Có thể nó sử dụng một cái tem dán này đó, nó bay mất. Nó có cái bạc serial number nó khắc ở trên đây ha. Okay. Đúng lý ra hôm nay mình sẽ có rất là nhiều cái món đồ hơi hay ho giới thiệu cho các bạn ha. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm thêm một món đồ hơi nữa đi. Còn lại những cái món hay tiếp theo mình sẽ để dành cho cái video tiếp theo. Đây, một cái món đồ hơi, một cái cây mài hơi của hãng Nitto Konki, một cái thương hiệu mình đánh giá rất là cao về cái những cái sản phẩm đồ hơi của họ. Những cái đồ họ làm chất lượng rất là cao cấp và nó tinh tế, nó có một cái gì đó rất là hay. Điển hình đây là một cái cây mài, nó sử dụng cái đá khoảng 1 tấc nha các bạn, đá khoảng 1 tấc. Và cái thế hệ này là cái cây thế hệ đời mới ha, nó cũng sử dụng một cái cò vặn phổ thông ha, cò vặn chức năng như một cái chỉnh áp luôn. Và một cái điểm hay tiếp theo nữa là nó có một cái nút khóa để mình thay đá, thay lưỡi. Đây, nút nhấn đây, nhấn này nó sẽ giữ cái này, giống như những cái máy mài tay thông thường của mình đó. Đây,
giữ lại để chúng ta tháo cái này ra chúng ta thay ha. Và cái này về nó bị thiếu cái cạc te thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái cạc te như thế này. Cái này về chúng ta chêm cho nó một cái sơ mi nữa thì nó sẽ lóc cứng được cái cạc te này. Cạc te này size 1 tấc nha các bạn. Ok, cái này mình vẫn bán với giá là 650.000 ha các bạn. Ok, 650.000. Đây, cắm vô test thử luôn ha. Cắm vào test liền. Ở đây nó có một cái lỗ để chúng ta cắm cái tay cầm phụ vô nha các bạn. Giống như cái máy điện á. Đây. Chúng ta cạy nút cao su rồi ra, chúng ta sẽ cắm cái tay cầm mà nó có răng ở trong đây ha. Đây. Chưa tháo găng tay luôn á. Thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái tay. Cái tay bận vào. Một cái tay nhỏ nhỏ. Răng nhỏ nhỏ. Này nó bị vỡ hết miếng rồi ha. Nhưng mà cái răng nó đang hơi bé bé. À, tạm thời có cái đó là vừa thôi các bạn. Còn lại nó xài cái răng to thôi. Ok. Đây. Tặng cho các bạn một cái tay cầm phụ nha. Rồi. Còn cái cạc te này về thì các bạn chỉ cần thả cho nó một cái sơ mi nhựa hay gì đó, chúng ta sẽ siết nó lóc cứng nó lại là xong. Ha. Muốn di chuyển góc nào chúng ta di chuyển, góc cắt nào nó phù hợp thì chúng ta di chuyển. Đây, 650.000 cho một cái máy mài. Tiếp theo một cái món cũng liên quan tới đầu hơi nha các bạn. Một cái dây xoắn. Cái dây này thì nó cũng không dài lắm, nó ngắn ngắn vừa phải, giống như mình đang xài cho cái dây xịt hơi của mình vậy thôi ha. Thì nó tiện cho các bạn bắt ở cái bàn thao tác của chúng ta để chúng ta cắm một cái vòi xịt hơi. Đối với dây nhỏ này thì nó tiện cho chúng ta xài cái vòi xịt hơi thôi. Xịt hơi và những cái dụng cụ cần cái lưu lượng khí ít ha. Xịt hơi, cái tu lê ngắn ngắn, mình không cần dùng dài quá thì chúng ta xài cái này nó hợp lý. Và một cái điều đặc biệt thứ hai nữa là hai cái đầu nối nhanh này của nó chất liệu bằng đồng ha các bạn, bằng đồng. Và cái dây này nó của Italy. Đây. Made in Italy. Một cái chất liệu khá bền ha. Chất liệu nó giống như là nhựa cứng các bạn ha. Nhựa cứng mà có độ cái độ bền tuổi thọ nó cao. Chất liệu nó là polyamide. Cái chất liệu này nó bền hơn là những cái loại dây xoắn mà chúng ta thường bắt gặp trên thị trường. Đây, cái chất liệu dây mình đang xài cái này cũng chất liệu cái loại nhựa cứng đó ha. Thì khi các bạn xài lâu ngày nó không có bị phân hủy và lão hóa theo thời gian như những cái dây loại mềm. Cái dây mềm mặc dù các bạn mình đã bắt gặp nhiều cái loại dây nó của Nhật luôn ha. Mặc dù là ít sử dụng, nó nằm trong những cái cuộn rulo cuốn đó, nhưng mà khi mà chúng ta qua thời gian chúng ta không sử dụng là tự động nó sẽ phân hủy và nó rã, nó vỡ vụn ra, không sử dụng được. Nhưng mà đối với cái chất lượng dây, cái loại dây chất liệu poly này nó cứng hơn và tuổi thọ của nó bền hơn. Giống như những cái loại dây mà các bạn bắt gặp ở trên, họ trang bị trên những cái xe đầu kéo container đó, nó ở phía sau nó có cái bầu khí và nó có những cái dây xoắn như này, và size kích thước size nó sẽ lớn hơn, sử dụng cho những cái thiết bị khí lớn như là súng bu lông 1 inch đều được ha. Thì những cái loại dây đó họ trang bị cho chúng ta sử dụng ngoài trời được, nó chịu được cái nhiệt độ môi trường, mưa nắng vân vân, và cài rất là tốt. Cái dây này thì cái lỗ nó bé thôi nha các bạn, cái lỗ nó chỉ có 8 ly 6 ly, tức là cái ruột nó chỉ có 6 ly và cái lưng ngoài nó có khoảng 8 ly.
6 ly 8 ly, nó có ghi trên đây cái phi của nó 6 ly 8 ly. Đây, cái lưng ngoài nó là 8 ly rưỡi. À, mình cho là 8 ly đi, tại tính theo cái độ xoắn nữa. Và cái lỗ trong của nó là 6 ly thì thích hợp cho chúng ta xài cho những cái dây súng xịt này kia thôi ha. Và cái đầu nối nhanh mình nhắc lại nó bằng đồng nha các bạn. Đây. Ha, đầu nối nhanh của nó bằng đồng ha. Rất là đẹp. Đây, cái cọng dây này mình bán giá 300 ngàn các bạn. 300k. Cái này nó, cái đuôi này nó phổ thông ha, nó xài chung với những cái đuôi chuột bình thường của chúng ta đó. Đây nè, cắm thử cho các bạn nè, đây là cái đuôi chuột phổ thông bình thường ha. Đây, cắm vào ha. Ok. Đây, được cái cắm vào. Ở đây nó có 4 cái viên bi giữ ha, 4 cái viên bi giữ. K cho cái dây xoắn của Italy. Kèm theo cái đầu nối nhanh. Chất liệu nó bằng đồng. Rất là xịn sò. Ok. Thích hợp cho chúng ta để các bạn thao tác, chúng ta ngồi chúng ta xịt ha. Các bác mà thợ sửa đồng hồ, sửa làm những cái chi tiết nhỏ lặt vặt linh tinh đó, chúng ta cộng cái bộ xịt hơi bé bé nhỏ nhỏ thôi. Thì cái dây này có rất là tiện dụng ha. Chúng ta kéo lên chúng ta xịt xong chúng ta cắm vào. Đây, 300k. Đây, tiếp tục chúng ta sẽ tới đầu điện nha các bạn. Đầu tiên okay. Một cái máy cắt gỗ của Makita. Gỗ của Makita. Điện siêu 100V các bạn. Công suất của nó là 650W. Đây. 650W. Tình trạng là nguyên zin, chưa có dọn dẹp vệ sinh ha. Lưỡi 1 tấc 6. Đét con này nó là 84 tháng 5 tháng 3 năm 84 các bạn. Tháng 3 năm 84. Ha. Đó là mới ha. Lưỡi 1 tấc 6. Và cái con này mình vẫn bán với giá là 450.000 các bạn. 450.000. Cho một cái máy cắt của Makita. Cắt gỗ ha. Okay. Nhắc lại là đét tháng 4 năm tháng 3 năm 84 ha. Dây nguồn đầu dắt còn rất là mới nè. Bạn nhìn cái độ mới của dây dắt nguồn ha. Thì thường những cái đời vỏ nhựa thì nó sẽ không có cái dây dây mát ha, dây tiếp mát á. Nguồn dây nguồn còn khá là dài ha. Rất là dài các bạn. Dài và mềm dẻo. Đây, 450.000 cho một cái máy cắt gỗ của Makita. Ok, cắm vào test ngay. Còn nguyên bụi bẩn ha, chưa có vệ sinh luôn. Ốc ác là còn 7 màu hết ha các bạn. Ha. Ốc tán còn 7 màu hết ha. Những cái này nó bị rỉ sét thì chúng ta sẽ đánh rửa sạch sẽ. Đánh rửa sạch sẽ là nó trở lại hoạt động bình thường. Rất là ok. Dây nguồn rất lại rất là dài nha các bạn. Dây nguồn này chắc dài khoảng 8 mét á. Ok, 450.000 nha một cái máy cắt gỗ của Makita, điện di 100V nha các bạn. Lưu ý điện di 100V. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái series của Makita. Một cái khoang gốc của Makita các bạn. Cái chỗ này dây nguồn nó không có bị gì hết nha. Chẳng qua là họ dán cái dây, dán cái đầu mở ra, họ sợ thất lạc á, tại cái phần cắm ấy của nó bị đứt nè, cắm cái chìa mở nó bị đứt nên họ dán băng keo vô đây thôi, chứ thật chất là cái dây nó không có bị cái gì hết. Và đây là một cái khoang gốc. Khoang gốc, cái khoang gốc này nó rất là hiệu quả và nó rất cần thiết đối với
một số các bác trong cái ngành mộc hay là cơ khí cũng vậy, và chúng ta khoan xử lý ở những cái vị trí góc hẹp, góc kẹt ha, mà những cái khoan thẳng bình thường nó không có làm được. Cái đầu cặp mũi khoan này nó được 10 ly nha các bạn. Đầu cặp của nó 10 ly. Nó ưu việt hơn một số cái khoan gốc của những cái hãng khác, là như là của Hitachi hay là Mitsu. Thì thường những cái khoan gốc kia là cái đầu cặp nó chỉ cặp được tới 6 ly rưỡi thôi. Con này công suất nó tới 300W lận ha, 300W. Và cái vòng tua của nó chỉ có 1.400 vòng thôi. Cái này điều chỉnh vòng tua được từ 0 cho tới 1.400 vòng. Điều chỉnh bằng cách nào? Điều chỉnh là chúng ta sẽ chỉnh ở cái núm này. Giống như chúng ta bóp cái cò, bóp nhiều thì nó chạy nhiều, bóp ít nó chạy ít vậy thôi ha. Cái cò nó như cái điều tốc thì chúng ta điều chỉnh cái này. Điều chỉnh cái này thì khi mà chúng ta bóp xuống thì nó sẽ hãm cái cò lại ở cái vị trí nhất định, thì sẽ tương ứng với cái vòng tua mà chúng ta muốn nhanh chậm ha. Thì thông thường đối với con này chúng ta sẽ bắt gặp một số con nó sẽ có cái núm đảo chiều nằm ở đây. Một số cái đời sau nữa sẽ có cái núm đảo chiều ở đây ha. Thì cái này nó vừa là cái chức năng chỉnh tốc, vừa là cái chức năng giống như là khóa luôn các bạn, khóa cò an toàn ha. Để khi chúng ta để đặt xuống nó không có bị chạy đó, thì chúng ta khóa cò chỉnh hết lốc luôn. Ok. Rồi. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là ngoài chức năng khoan gốc ra thì họ sẽ dùng cái này để bắt vít cũng được ha, rất là hiệu quả ở những cái vị trí góc hẹp. Điển hình như bạn thấy ở đây là họ đang cắm cái mũi vít ha. Khi mình lấy về là họ đang sử dụng, ở bên kia họ đang cắm cái mũi vít luôn. Cắm cái mũi vít luôn. Và chúng ta sẽ dùng những cái mũi vít ngắn để lấy cái lợi thế góc hẹp của nó ha. Như cái con này là các bạn sẽ thấy được cái ưu việt của nó khi nó cắm cái mũi vít vào. Tổng chiều dài của phần đầu và tới mũi vít của nó chỉ có khoảng 95 thôi các bạn ha. Rất là ngắn ha. Những cái khoan thẳng của chúng ta thì không thể nào đưa xuống cái góc mà tối ưu như vậy được, 95 thôi. Và nhắc lại là cái đầu cặp này tối đa được 10 ly ha các bạn. Rất là lợi thế hơn rất là nhiều những cái khoan gốc khác, thường nó chỉ có 6 ly rưỡi thôi. Đây, tháo nhẹ nhàng. Đây, một cái mũi vít của Mỹ luôn ha, của xây mũi vít 6 ly 3 thông dụng, xài cho súng bắn vít ha. Ok, tặng kèm vào trong đây luôn. Đó. Nhắc lại là con này là chưa có vệ sinh nha các bạn, nó còn dơ, còn bụi đây nè ha. Tem rồi dán đồ lơ hết. Rồi cái con này bán với giá là 500.000 nha các bạn. Một cái khoan gốc của Makita 500k. Rồi, cắm vào ép luôn. 500k. Bóp nhẹ nó sẽ chạy nhẹ và cái vòng tua rất là dễ chịu để chúng ta điều chỉnh được cái tốc độ, để chúng ta khống chế được cái mũi vít. Thì khi chúng ta bắt vít, chúng ta muốn đi nhanh chậm thì đã tùy ý ha. Khi mà chúng ta sử dụng cái tua 1.400 này thì chúng ta sẽ dùng chức năng khoan, còn khi bắn vít thì chúng ta sẽ chỉnh nó chậm lại để chúng ta điều chỉnh được cái tốc độ khi chúng ta bắn vít ha. Ok. Này nó dùng cái bộ nhông chuyển gốc, giống như tương tự như cái máy mài cầm tay của mình vậy đó ha. Ngoài ra một số bạn cũng có thể dùng nó để như một cái máy mài nhám các bạn. Chúng ta gắn những cái bông với nhám và những cái mài như thế này ha. Chúng ta mài lấy mặt phẳng những cái gốc gì đó nhỏ nhỏ hẹp hẹp gì đó, thì chúng ta cũng sử dụng cái này. Vì cái dòng tua nó dòng tua chậm cho chúng ta kiểm soát cái thao tác của mình nó hiệu quả hơn là những cái máy mài cầm tay bình thường không có điều tốc á. Thì tốc độ mặc định của nó khoảng 12.000 vòng thì nó chạy rất là nhanh và chúng ta không thể kiểm soát được cái thao tác của mình, nhiều khi nó sẽ bị hỏng hóc cái công việc. Ok.
500k cho cái khoan gốc của Makita. Ở đây. Tiếp tục. Một cái món tiếp theo của Makita. Rất là mới nha các bạn. Những cái sản phẩm mình lựa chọn để mang về phục vụ cho các bạn thì gần như là độ mới nó không thể nào mà từ chối được. Một cái Makita và đầu cặp nó được 10 ly nha các bạn. Cây này gần như mới. Gần như mới luôn. Không dám nói mới chứ nó gần như mới thôi. Này cái này nó bị anh Tí anh gặm nè. Cái dây te này nó bị anh Tí anh gặm nè. Nhìn cái đầu nè. À, chìa mở zin đi kèm luôn ha. Chìa mở còn đen thui luôn. Và nhìn cái đầu khoan này chúng ta cũng đánh giá được là cái độ mới nó như thế nào ha. Makita. Con này tua chậm nha các bạn. Tua của nó chỉ khoảng 1200 vòng một phút thôi. Này. Điện zin 100V ha, công suất 400W. 400W. Và cái vòng tua nó là 1200 vòng một phút. Rất chắc chắn ha, vỏ nhôm. Vỏ nhôm thổi cát, không có sơn nha các bạn. Vỏ nhôm thổi cát, nguyên zin chưa có vệ sinh. Vỏ nhôm thổi cát. Ở đây nó có cái móc như kiểu inox á, để chúng ta móc chúng ta treo. Móc treo. Ê, cái con này mình bán với giá là 400.000 nha các bạn. Không thấy được cái đét. 400k. Makita rất là mới. Thích hợp cho các bác làm mộc hay là cơ khí gì đấy. Chúng ta không cần cái chức năng bê tông mà chúng ta cần một cái khoan được vừa đủ mạnh, gọn nhẹ và cái độ bền tốt. Một cái khoan chuẩn Nhật Makita tem nhôm ha, tem nhôm và đóng chốt. Rồi cắm vào test thử coi nó cái độ êm nó cỡ nào ha. Tuyệt vời. Một cái khoan mình đánh giá nó cũng là dạng sâu tuổi chứ không phải là đời mới đâu. Vỏ nhôm hết mà. Ốc ác nó còn bảy màu hết. Dây nguồn to mập. 400k. Đầu cặp 10 ly. Tiếp theo series Makita này mình có một cái bắn vít này cũng rất là hay các bạn. Một cái bắn vít của Makita, tình trạng nó gần như mới lên. Nước nhôm nó nhôm sáng nha, chứ không phải là nhôm thổi cát mờ như cái cây kia. Và cái dây nguồn của nó đây các bạn nhìn nè, dây nguồn nó cũng to khủng bố như cái con kia ha. To khủng bố như con kia luôn. Cái này để dùng để bắn thạch cao, bắn vít, bắn trần nhân dân. Nè, bắt đầu. Dây nguồn quá mới. Phải dùng từ là quá mới luôn. Lại cái miếng gỗ thần thánh này để chúng ta test cái sản phẩm này. Một cái bắn vít của Makita rất là mới nha các bạn. Công suất của nó là tới 460W. Cái nước nhôm sáng ha. Chưa có gần như là chưa có sử dụng luôn các bạn. Các bạn nhìn cái đầu đó nè. Mới kinh khủng khiếp luôn ha. Dây nguồn bóng. Công tắc đảo chiều nằm đây ha. Ok. Cái này mình cũng bán với giá là 400.000 nha các bạn. Bắn vít Makita rất là mới. Nước nhôm nó sáng đẹp. Ok, và hôm nay mình cũng thử với cái mũi vít khoảng 5 phân ha. Vít bắn gỗ 5 phân. Cắm vào. Rồi. Chúng ta sẽ test thử với cái này 5 phân. Lúc cán ha. Giờ mình sẽ mở ra. 5 phân, lú xuống dưới đây luôn nè bạn.
Ok. Rất là nhẹ nhàng. Công suất 450W, 460W. Kinh khủng khiếp ha. Và nó xứng đáng là một cái súng bắn vít để chúng ta sưu tầm và sử dụng. Tình trạng nó gần như là mới các bạn. Gần như mới. Những cái lớp bong bong này là do cái nhôm nó bị oxy hóa, nó bong lên thôi. Còn các bạn nhìn đánh giá tổng thể cái phần ốc vít và những cái phần đầu cũng như phần dây cắm của nó ha. Rất là mới. Dây nguồn to. Đây, mập. Khủng bố. Đây. Một cái cưa xích của Makita các bạn. Tình trạng nó còn khá đẹp ha, khá mới. Dây nguồn zin theo máy. Đét nó cũng khoảng 580 mấy ha, giống như là cái cây máy cắt gỗ kia các bạn thấy. Toàn bộ cái ốc vít của nó là còn vàng cháy vàng ché ha. Và tuy là cái lưỡi lam nó khoảng 3 tấc thôi. Này nó còn bụi nè. Lam nó khoảng 3 tấc thôi nhưng mà công suất của nó cũng thuộc dạng kha khá ha. 1120W. Điện zin 100V. Vòng tua của nó là 270 m/s. À. Tần số là 50-60 Hz. Này cái tem khá mới. Dây nguồn zin theo máy. Có một số cái vết xước xước ở trên vỏ dây nhưng mà không ảnh hưởng tới cái ruột nha các bạn. Xước xước nè. À. Số cái vết xước xước. Như cái dây nó dài quá, như khi nó để cái bị cái xích này nó liếm á. Liếm nhẹ cái là nó vậy rồi đó. Chứ nó liếm nặng là rớt cái dây luôn á. Ha. Thì tình trạng cái lam nó cũng còn khá đẹp các bạn ha. Sáng, tem chữ rồi còn rõ. Nếu mà cái này cắt nhiều thì cái chữ này nó cũng sẽ bay mất luôn. Ha, lam còn khá bén. Ốc tán nó còn 7 màu hết nè. Đây là cái nút bơm bơm nhớt, bơm dầu á, để nuôi cái lam. Và đây là cái bình dầu. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta châm dầu vào đó. Rồi. Cái cưa xích này mình bán với giá là 1 triệu nha các bạn. 1 triệu cho cái cưa xích này. Rồi, cái này mình bán với giá là 1 triệu nha các bạn. Cắm vô test thử luôn. Một cái cơ xích lưỡi nhỏ nhưng mà cái thân to ha. Khá là êm ha. Thì cái cây này nó rất thích hợp cho các bác mà làm điêu khắc gỗ hay chúng ta cắt cái linh tinh trong gia đình, cắt gần gần khu vực quanh nhà, chúng ta có thể kéo điện ra chúng ta cắt ok. Và cái lưỡi nhỏ ngắn gọn thì chúng ta sẽ thao tác nó thuận tiện, nó linh hoạt hơn. Ok, giá 1 triệu cho cái cây cưa xích này. Rất là mới nha các bạn. Mình nhắc lại là rất là mới. Đây, xin phép bỏ xuống dưới đây đây. Một cái cây mài khuôn của hãng Mitachi. Mitachi cũng còn khá là mới nha các bạn. Khá là mới. Vỏ nhôm sơn bạc ha. Vỏ nhôm nó sơn bạc Mitachi. Và tình trạng con này cũng là nguyên zin, chưa có dọn dẹp vệ sinh nè. Còn rất là bụi ha. À, đầu kẹp mũi Colette 6 ly. Đầu kẹp mũi Colette 6 ly Hand Miller. À, máy mài tay. Vòng tua của nó là 23.000 vòng một phút nè các bạn. À, 190W thôi. Mitachi Tokyo Japan. Và điện zin 100V. Công tắc on off nó nằm phía sau đây ha. Đây. Off, on, off. Cái con này nó được sản xuất năm 1992 các bạn. Năm 92. Dây nguồn zin hết ha. Cái này mình bán với giá là 600.000 nha các bạn. 600.000 cho cái cây mài khuôn. Mài khuôn, mài lũa. À. Tặng kèm cái mũi luôn ha, tặng kèm cái mũi móc của nó. Mũi móc này mũi móc zin đi theo máy nữa các bạn. Các bạn mà mua ngoài chợ những cái mũi móc này mà cái đồ
không tốt, chúng ta móc được vài lần là những cái răng này nó rụng hết ha, không xài được đâu. Ok, trước khi cắm chúng ta nên kiểm tra cái công tắc ha, kiểm tra cái công tắc. Ok, 600k cho cái máy khuôn. Trở ngã lậu ha, chứng tỏ mặt đạn nó còn khá là ok, mặt đạn còn khá là ok. Mitachi, một cái máy mài khuôn, tình trạng nó còn khá đẹp, dây nguồn nó to khủng bố chưa, máy 190W thôi mà làm gì cái dây nguồn giống như là dây lỗi 2 chấm vậy đó, khủng khiếp thiệt. Lỗi của nó là 0.75, đây lỗi 0.75 mà làm cái dây to mập ú u u ha. Tiếp tục một cái máy cắt tôn, một cái máy cắt tôn của hãng Hitachi, con này cổ điển ha, dây nguồn cái dạng dây dẻo dẻo silicon nha các bạn. Con này cắt tối đa được tới 2.9 nha, tối đa được tới 2.9. Ok, tem còn đỏ chót ha, hai lưỡi còn rất là đẹp nè các bạn, lưỡi nó còn sáng giới luôn. Cái loại này là loại cắt hai lưỡi ha, chưa có bị mài qua nhiều nè, cái ốc tăng đưa nó còn dài nè. Cái này mài thì nó ngắn cái lưỡi lại thì con ốc này nó sẽ đẩy vào thì nó sẽ còn, nó sẽ ngắn con ốc này lại. Ok, và cái con này mình bán với giá là 900.000 nha các bạn. Một cái máy cắt tôn, cắt tới độ dày 2.9. Tình trạng khá là đẹp. Gặm thử một miếng ha. Ok, đây, một miếng. Khá là nặng ha, con này nó khá là nặng, sát to mà. Ok, thì đối với cái máy dạng lớn như thế này khi chúng ta thao tác thì chúng ta sẽ bật cho nó chạy, bật một phát cho nó chạy liên tục ha. Rồi chúng ta như thế, chúng ta đi lên cắt rồi. Rất là nhẹ nhàng, máy tình trạng chạy khá êm các bạn, dây nguồn silicon dẻo, rồi vết cắt nè rất là ngọt ha. Ok, tôn này nó dày khoảng 1 ly 2 ly 3 vậy thôi. Một cái máy cắt tôn của Hitachi cắt đến 2.9. Tiếp theo một cái sản phẩm này cũng rất là thú vị các bạn, rất là hay, rất là thú vị, thích hợp cho chúng ta sưu tầm và sử dụng ha. Một cái cưa lọng của Hitachi đời cổ nhưng mà rất là mới ha. Cái con này nó sản xuất năm 1900 mấy đây, nó có đây trên đây đây. Gần như mới, nhìn cái giắc cắm của nó nè, cái đời cổ giắc nó gần vàng cháy vàng ché. Đây, một cái tem rất là cổ điển của Hitachi ha, tem của Hitachi rất là cổ điển, 1966 các bạn, 1966. Thì cái con này nó với tình trạng như thế này thì chỉ có hàng tồn kho thôi nha các bạn, chỉ có hàng tồn kho thôi. 1966 này, à xin lỗi, 1968 chứ phải 1966. Đây, 1968,
năm Mậu Thân đó, 1968. Tình trạng nguyên zin, chưa vệ sinh ha. Ở trên đây nó còn cái tem giá nè. Hay công tắc của nó cũng rất là đẹp các bạn thấy không? Rất thích hợp cho các bạn sưu tầm và sử dụng. Cái đời cổ này nó không có bẻ bàn nha các bạn. Không có bẻ bàn 45 độ gì hết, chỉ có cắt một đường thẳng thôi. Và chúng ta nấn ná kiểu gì đó nó nấn ná, nhưng mà cái ưu điểm của nó là mình thấy là thứ nhất là thiết kế kiểu dáng cổ điển ha, thứ hai là cái bàn cắt của nó khá dày nè. Độ dày tone này nó tới 3 ly mà nó dập chấn bẻ cạnh rất là cứng chắc các bạn. Những cái thế hệ đời đầu như thế này thì nó thuộc dạng nồi đồng cối đá ha. Một cái nắp đít xi rất là đẹp, rất là cổ điển. Cái con này thì mình đánh giá là có sử dụng qua rồi đó chứ không phải là không đâu. Những cái bụi gỗ nó còn đóng ở đây nè. Những cái mặt gỗ, bụi gỗ nó còn đóng ở đây nè. Ok. Một cái cưa lọng của Hitachi. Đét 1968, công suất 230W. Điện di 100V ha. Kinh khủng khiếp. Và một cái tem rất chi là cổ điển, rất là đẹp. Chúng ta trưng bày, chúng ta sưu tầm, chúng ta trưng bày nó vẫn đẹp. Giá chỉ có 450.000. Rất chi là đẹp. Đây, cắm vào test thử liền. Ok. Thấy bé bé vậy chứ mà công suất cũng mạnh lắm à, công lực cũng mạnh lắm nha. Ở trên cái dây á, các bạn để ý đối với những cái cưa lỏng nó hay có cái cục cao su này nè. À, các bạn nhìn thấy nó có cái cục cao su này ha. Thì cái cục cao su này mục đích là để làm gì các bạn không? Giống như những cái khoang á, họ có cái chỗ để chúng ta cắm cái chìa mở đầu khoang. Thì đối với cái cưa lọng, nó sử dụng những cái ốc lục giác như thế này, thì ở đây họ sẽ cắm một cái mũi lục giác bé bé ha, để chúng ta thay lưỡi ha. Và mình sẽ tặng cho các bạn một cái chìa lục giác nhỏ để các bạn mở cái này ha, mở những cái con ốc lục giác chìm này. Ok, lưu ý là nó siết cái lưỡi bằng hai cạnh ha, ở phía trước và phía bên hông để giữ cái lưỡi rất là chắc chắn ha. Thì cái lưỡi này nó cũng thông dụng thôi, mình sẽ tặng kèm cho các bạn một cái lưỡi để các bạn sử dụng. Và theo mình thấy thì cái con này nó rất là xứng đáng để chúng ta sưu tầm, trưng bày, lưu giữ, và thỉnh thoảng chúng ta mang ra chúng ta sử dụng, chúng ta cưa rất là thú vị. Ok, bây giờ chúng ta xin phép chuyển qua những cái đồ công cụ cầm tay. Ok, hôm nay chúng ta sẽ làm vài cái món hand tool nhanh chóng. Một cái cuốc rễ các bạn, một cái món nông cụ của người Nhật ha, khá là đẹp nha. Đây có hiệu lò nè, cái này nó gần như mới, lưỡi nó chưa có dấu gì hết ha, có hiệu lò, bề bản lưỡi nhiều, gần 100 ha. Cái độ dày lưỡi này nó khá là dày, mài vát mép cạnh hai bên ha, mài bén hai mặt ha, bén hai mặt, vát bén hai mặt. Và cái cán nó được làm từ một cái cây nó uống công như kiểu là cái cây mây của mình. Chất liệu cái cây này mình cũng chưa tìm hiểu là cái cây gì mà nó rất là dẻo, dai các bạn ha. Họ uống công lại theo cái hướng mà họ cần. Và nó là một cái món nông cụ á ha, một cái nông cụ dùng cút rễ cây, cút đất, vân vân. Tổng chiều dài của nó thước dây nè. Tổng chiều dài của cái này là nó khoảng 64 cm ha. 64 cm. Ok. Và cái cuốc này mình bán với giá là 350.000. 350.000.
350.000 cho cái cuốc rễ cây. Xuống đây. Tiếp theo chúng ta làm một số cái bông cước ha. Một số cái bông cước. Ok. Đây hai cái này vô một mã. Một mã và một mã. Tất cả đồng giá là 100.000. 1 2 số 3. Hai cái món này là số 3. Đồng giá 100.000 nha các bạn. Số 1 100k. 100k. Số 3 cũng là 100k. Số 3 chúng ta có hai cái này, cái đuôi nó 6 ly ha. Hai cái chổi cước này cái đuôi 6 ly. Cái này tháo từ máy mài cầm tay ha các bạn. Tháo từ máy mài cầm tay. Bông nó còn rất là dày. Và cái này dạng bông cước thẳng ha. Cái đường kính cái này nó khoảng 75. Đường kính nó còn là 75. Ok. Tiếp tục. Chúng ta có một cái chân đèn kẹp bàn. Chân đèn kẹp bàn của Nhật, chất liệu bằng nhôm ha. Chất liệu bằng nhôm. Này. Liệu bằng nhôm. Và cái này mình bắt gặp rất là nhiều các anh bạn chơi tôn chung. Các anh dùng để chế một cái chân cho cái Eto Mini để chúng ta thao tác trên cái bàn thao tác mình rất là hiệu quả ha. Thì chúng ta sẽ kẹp nó vào cái bàn thao tác. Ở trên đây cái phần này chúng ta sẽ điều chỉnh cho nó gật gù được tùy theo cái mình muốn di chuyển như thế nào ha. Xoay 360 độ gật gù và lóc lại ở chỗ này ha. Thì chúng ta tìm một cái Eto, có cái Eto nhỏ nhỏ thích hợp, chúng ta sẽ chế nó vào cái chân này để chúng ta kẹp bàn. Các bạn chúng ta hàng những cái đồ linh tinh lặt vặt nhỏ nhỏ cũng được ha. Này, rất là chắc chắn ha. Chúng ta sẽ lắp cái Eto lên đây. Lắp cái Eto này. Ta bẻ cái vị trí này chúng ta muốn, chúng ta dùng để hàng hàng chì, hàng những tích, hàng những cái đồ linh tinh nhỏ nhỏ vân vân. Và nó là một cái chân kẹp bàn của Nhật. Đúng ra là nó một cái chân của chân đèn các bạn. Cái đèn nó sẽ nhét vào đây nè, nó siết lóc và nó bẻ nhiều cái tư thế uốn gấp cái đèn xếp á, dạng cái đèn xếp kẹp bàn. Tổng chiều dài của nó là nó khoảng tầm 26-27 cm ha. 26-27 cm. Thu ngắn cái chân này lên hết mức thì nó còn khoảng 25. Cái này mình bán 250.000 các bạn. 250.000. Okay. 250.000 cho cái chân kẹp bàn. Tiếp tục. Một cái cảo C. Wow, một cái cảo C. Cảo C của Lobster size 100. Nhưng mà cái dạng hầu lớn ha, hầu lớn. Size miệng của nó là miệng 100 nha các bạn, lưu ý. Này, Lobster 4 inch miệng 100. Khi ta thâu hết mức xuống thì cái miệng độ mở nó 100, nhưng mà cái hầu nó sẽ lớn. Hầu nó cũng 100 ha. Cho phép chúng ta kẹp những cái đồ lớn chúng ta thao tác. Mặt nó còn rất là đẹp các bạn. Mặt đẹp. Vít me cũng vậy, vít me nó cũng còn rất là đẹp, không có bị lỗi gì hết ha. Ok. Cái cảo này bán với giá là 400.000 nha các bạn. Một cái cảo C. Cảo C hầu lớn. 400k của Lobster. Hàng chuẩn Nhật ha. Eto kẹp cầm tay. Ok, Eto kẹp cầm tay. Chất liệu cũng là thép rang. Miệng phẳng đẹp ha. Miệng phẳng đẹp. Kích thước cái miệng của nó là 40. Tổng chiều dài của cái con này là nó là 155. Chuồn chuồn đẹp ha.
Chuồn chuồn còn đẹp. Cái phần bung cái lá thép miệng nó hơi gắt ha. Cái này các bạn về chúng ta vệ sinh nhẹ nó đi chút xíu là nó sẽ, cái phần này nè, nó sẽ bung nhẹ thôi ha, không có ảnh hưởng gì hết. Miệng nó có răng luôn nha các bạn nha, trên cái miệng nó có răng, cán răng luôn ha. Nhắc lại nha, cái con này là cái eto thép ha, eto cầm tay, chất liệu là thép rang. Con này mình bán với giá là 300.000 nha các bạn, 300k cho cái eto kẹp cầm tay, thích hợp cho các bạn làm thao tác những cái đồ nhỏ đó, chúng ta đưa vô máy mài hay là máy đánh cước hay là máy cắt rồi đó, thì chúng ta không thể cầm được những cái ốc vít hay những cái chi tiết nhỏ, chúng ta đưa vào máy cây tô kẹp nhỏ này, chúng ta cầm và chúng ta mài thao tác cắt gọt dũa luôn vậy ha. Các bác thợ kim hoàng hay làm chi tiết đồng hồ nhỏ nhỏ mini thì đây là cái công cụ hỗ trợ đắc lực. Tiếp theo mình có một cái cây kéo, một cái kéo đa năng các bạn. Kéo này nó dạng như gần như là kéo bếp ha, một kéo đa năng của hãng Suncraft, tình trạng khá mới ha. Có một cái đuôi để cạy đồ hộp nè, cái phần răng này để kẹp bấm càng cua hay những cái vật gì cứng ha, và lưỡi thiết kế một cái đường gợn sóng để cắt chống trượt, chữ máy in ra băng rất là nhuyễn nè. Đây, tình trạng lưỡi không có bị lỗi ha, trên thân này nó còn có một cái rãnh để cưa nữa nha các bạn, một cái rãnh răng cưa để chúng ta cưa ha, cưa cái gì đó hoặc là dùng đánh dãy cá cũng được ha. Kéo đa năng ok, khá là đẹp. Cái cán nó cao su mềm nha các bạn nè, nó có cái độ đàn hồi nè ha, có cái độ đàn hồi okay. Rất là bén, kiếm một cái gì này. Rất là bén ha. Cắt chống trượt rất là hay các bạn. Đối với cái dây ni lông này, những cái kéo bình thường nhiều khi mình cắt nó sẽ trượt, nó chạy cái dây, nhưng mà cái này nó tạo cái răng ha, khi mà nó trượt ra tới cái rãnh này thì nó sẽ bị giữ lại và cắt rất là ngọt ha. Đó, thấy không? Rất là hiệu quả ha, một cây kéo của Suncraft Made in Japan khá là mới. Cái này bán với giá là 150.000 các bạn. ₹150.000 cho cái kéo Nhật đa năng. Tiếp tục mình có một cái đầu khoan. Đầu khoan của Makita, đầu cặp 10 ly nha các bạn. Ở đây nó còn dính cái mặt đạn nè, tháo máy là chưa có cạo ra hết nè. Cái này để mình sẽ tặng cho các bạn cái chìa mở zin ha, đi kèm. Chìa mở zin đi kèm. Nhắc lại đầu cặp 10 ly nha. Cái này nó thích hợp cho chúng ta dùng để làm một cái adapter socket cho các bạn mà xài đầu kẹp lớn, chúng ta không có kẹp được cái mũi nhỏ, hoặc là đối với những cái đầu mũi mà của những cái khoan Boss đó, những khoan thế hệ mới đó, thì nó cũng không kẹp được những cái đầu nhỏ ha. Này của Makita nè, kẹp được 10 ly ha. Đó, thì chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta chuyển những cái socket để chuyên kẹp đầu nhỏ. Cái này mình bán với giá 150.000 các bạn. Tiếp tục một cái xà cày của hãng Mickey, một cái thương hiệu của Mỹ nhưng mà cái này sản xuất tại Nhật nha các bạn. Đây, Mickey. Chuột Mickey á. Tình trạng cái này nó còn khá mới ha, sơn zin nè, màu đỏ nè. Miệng này nè nó còn đẹp nè. Sử dụng nhiều thì cái lớp sơn này nó sẽ bị bay đi đó. Ở đây nó có khắc cái chữ Japan ở đây nè các bạn. Ha. C number và cái chữ Japan ở đây.
Mickey da băng. Chiều dài của cái xà cầy để cạy pallet này là nó là 37 cm. Cái bề bản miệng của nó là 4 phân ha, 4 phân rưỡi. Cái đỉnh lớn nhất của nó là 4 phân rưỡi, thân của nó là 3 phân rưỡi ha. Độ dày của nó là 7 ly, rất là chắc chắn ha. Dùng để chúng ta cạy pallet được á, nhổ đinh cạy pallet rất là hiệu quả ha. Ok, cái này bán với giá là 250.000 nha các bạn, 250.000. Tiếp tục một cái dụng cụ mở ốc thao tác nhanh, mở bu lông thao tác nhanh. Trên cái miệng nó là miệng trơn ha, miệng trơn không có răng. Chúng ta dùng cái này để mở thích hợp bỏ bu lông hơn là mở ống. Mở ống nó phải có cái răng để nó giữ. Thì cái này cái mã nó chỉ để là S45C DMP. Thì cái hàng này là mình mua từ cái hàng bãi Nhật, nhưng mà cái thông tin của nó mà đến nay mình vẫn chưa có tra ra chính xác là nó xuất xứ nó từ đâu. Nhưng mà từ các chi tiết, các đánh giá của mình là nó chỉ là hàng Nhật thôi, chứ không được những cái hàng Mỹ hay là châu Âu đâu. Chỉ là hàng Nhật thôi. Thiết kế nó cũng khá là hay. Miệng mở rất là to nha các bạn. Đây, miệng mở rất là to. Miệng nó mở tối đa là được cũng 38 ha. 38 ly. Ok. Gập gù để chúng ta mở, chúng ta thao tác nhanh. Một cái kiểu thiết kế kiểu dáng cũng độc đáo ha. Quạch vô một cái là mở. Nó có xu hướng nó hơi cong cong kiểu này thì mình nghĩ là mở những cái đồ ống cũng có thể được các bạn. Mở ống cũng có thể được. Ok. Cái cây này bán với giá là 400.000 nha các bạn. 400k. Chiều dài của nó 34 cm. Tiếp tục một cái dụng cụ bơm xe đạp xe máy của hãng Airbuggy. Một cái thương hiệu này nó của Đài Loan nha các bạn, một thương hiệu này nó của Đài Loan. Và cái này mình đã test qua nhiều rồi, hồi xưa mình có mua cái này mua mới á, ở trong mấy cái cửa hàng chuyên bán ngay phụ tùng xe đạp cao cấp á, thì họ mới bán những cái dạng này. Tuy thấy nó bé bé thôi nhưng mà công lực nó rất là ghê gớm ha. Để chúng ta đi đường mà chúng ta đem theo làm cái dụng cụ sơ cua để bơm xe máy dọc đường, mà lỡ mà có thay ruột thay lớp gì đấy mà giữa lưng chừng đèo dốc thì không có tiệm sửa xe nào thì chúng ta phải tự cấp cứu mình ha. Và đây là cái dụng cụ bơm mình đánh giá là rất là cao, tuy là nó hàng Đài Loan thôi nhưng mà chất lượng rất là tốt. Có một cái chân bật ra để chúng ta đạp và chúng ta bơm, và lên hơi lên áp cũng rất là nhanh nha các bạn. Đối với những cái con thế hệ đời mới sau này thì ở đây nó có thêm cái đồng hồ đo áp ở đây nữa. Như cái con này là hàng bãi, cái con này là hàng bãi. Cái này mình bán với giá 150.000 nha các bạn, 150.000. Cái ống bơm này thân nó là bằng nhôm ha, bằng nhôm. Và những cái ống dồi này là bằng nhựa, trong đây nó có cái dồi kéo ra được nữa. Nhựa. Ok. 150.000 cho một cái ống bơm nhỏ gọn để chúng ta đem theo xe đi du lịch, xe máy xe đạp rất là hữu hiệu. Airbuggy. Ok. 150.000.
rất là đẹp. Cảm giác làm rất là chắc chắn, các chi tiết hoàn thiện rất là chắc chắn. Chân bung nó làm chắc chắn lắm. Chúng ta dậm ở đây, chúng ta bơm. Tập thể dục luôn á. Bơm cái này là tập thể dục luôn á. Tiếp tục mình có một cây kéo tỉa của hãng Sabotan chuẩn Nhật ha. Sabotan kéo tỉa hàng rào. Chiều dài của nó là 51 cm. Tình trạng lưỡi nó còn rất là đẹp ha. Chưa có bị sứt sẹo gì hết. Lưỡi còn rất là bén. Chất liệu thép đen. Sabotan da băng. Phía sau nè, không chữ da băng ở trên lưỡi luôn nè. Ok. Rồi cái kéo tỉa này mình bán với giá 350 các bạn. Cán nhựa. Nhưng mà chắc chắn ha. Chắc chắn chúng ta thao tác, chúng ta cắt rất là gọn nhẹ. Tỉa kiển, tỉa cây rồi ha. Đây. Đúng là cái đồ Nhật họ làm nó cảm giác nó hoàn thiện, nó đẹp. Sabotan, một cái hãng chuyên làm kéo, làm cái dụng cụ về cái cây kiển, cây cảnh, cắt cành, tỉa cành, vân vân. Một cái dao này giống như là cái dao dao mổ bánh mì vậy các bạn. Này nó của cái hãng Tapo. Có cái bao luôn ha. Kiểu dáng rất là độc đáo. Đây. Mũi rất là bén ha. Đây, như kiểu dao rọc bánh mì á. Của Suki. Đây, chúng ta cắt bánh mì, rọc bánh mì. Tình trạng nó lưỡi như mới ha. Rất là bén ha. Lưỡi dao thép không rỉ. Ok. Một cái dao gọt bánh mì. Cái này bán giá 100.000. Một cái dây đai an toàn làm việc trên cao của hãng Fujidenko. Tình trạng nó khá mới nha các bạn. Khá mới ha. Trên cái móc nó nè. Đóng máy in da băng luôn nè. Dây còn rất là đẹp. Fujidenko. Và cái này nó được trang bị một cái bộ của Ristra, một cái bộ rút nhanh. Rút dây. Bấm nút nó sẽ rút. Móc nó móc lớn ha. Khá là đẹp. Okay. Cái bộ này mình bán với giá là 400.000 nha các bạn. 400k. Rất là mới ha. Fujidenko. Dây, túi, một cái túi để chúng ta đựng những cái đồ linh tinh lặt vặt ha. Dây đai an toàn làm việc trên cao. Với cái hệ thống rút dây của Ritra. Ok, 400k. Một cái sản phẩm tiếp theo. Ok. Một cái cây dũa. Dạng như là để dũa dao các bạn ha. Dũa của hãng Toa da băng. Một cái dạng như kiểu dũa dao, dũa kim cương á. Một cái dũa dao của Toa da băng. Và cái này nó thao tác cho chúng ta bẻ gốc được ha. Bẻ gốc được. Một cái núm này để mở ra bỏ những cái lặt vặt linh tinh ở trong đây nè. Ha. Chúng ta cất những cái ốc vít hay những cái thứ linh tinh ở trong đây được. Rất là hay ha. Đây, khóa lại. Và nó bẻ gốc, khi chúng ta bẻ gốc chúng ta nhấn chốt này. Nó sẽ bẻ gốc. Để chúng ta dũa ở những cái vị trí thao tác ở những cái vị trí góc hẹp, góc kẹt gì đó. Và tình trạng cây này còn khá mới ha các bạn. Khá mới ha. Ok. Nó dũa cạnh, dũa gì mà nó có cái rãnh nó lên, nó thọt vô đây dũa được. Đây nó vát cạnh nè. Đây nó một cái dạng dũa đa năng ha. Ở đây cạnh bầu, phẳng,
nhọn lên. Đây hai cái cạnh bào cạnh kiểu tam giác luôn. Ngay đầu nó có một cái vết cấn nhỏ xíu ngay đầu. Đây. Cái cây này bán với giá 300 nghìn nha các bạn. Chuyên trị những cái thép cứng ha. Dao thép cứng. Ok. 300 ngàn cho cái cây dũa này. Hàng chuẩn Nhật. Và rất là dễ thương ha. Có cái đồ để bỏ những cái đầu mũi linh tinh, bẻ góc được ha. Góc nghiêng, góc 90 độ ha. Qua hoặc lại được. Rất là hay. Ok. À, mặc dù còn rất là nhiều sản phẩm muốn giới thiệu đến với các bạn, nhưng mà tuy nhiên cái video của chúng ta hôm nay nó rất là dài, nên mình xin phép tạm dừng ở đây. Hy vọng là các bạn sẽ chọn lựa được cho mình một số sản phẩm nào đó nó ưng ý, và chúng ta để dành lại cho những cái video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau lúc 19:30, cách 3 ngày chúng ta lại sẽ gặp nhau giao lưu tiếp tục. Ok, xin chào.